trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ hôm nay là thước phim mà lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên trong cái cuộc sống của ông là được đi vào chợ phiên của bác. Vừa rồi thì bạn Hiệu có đón ông cụ mà sống một mình là đi ra bên quán bên kia rồi. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng bạn Hiệu là sẽ đi vào đây để đón ông, xong là đưa ông đi mua thêm một chút đồ của bác. Hôm nay thì chị Giáng My cũng có dặn cho cháu Lực bảo là đưa ông đi chợ phiên một lần và mua cho ông thêm 2-3 bộ quần áo nữa, xem là ông thiếu những cái dụng cụ hay là thứ gì thì cháu Lực sẽ mua cho ông cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Quang hôm nay đi chợ à Quang? Hả? Hôm nay đi chợ à? Hôm qua đi chợ à? Đi giày mới à? Hả? Hôm trước thì cháu Lực cũng đưa em Quang đi mua quần áo cũng. Phần khoản mua quần áo thì cũng được chị Trần Đồ Giáng My là chị ấy mua cho em Quang chú. Chợ phiên thì phải nói là dậy rất là sớm các bác ạ. Năm khoảng tầm 4-5 giờ thì bà con đã ở hầu như là trên này hết rồi. Chợ phiên này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Một tuần thì người ta mới mở chợ phiên có một lần nữa các bác. Ông cụ rồi các bác này, ông thì có vẻ như là hôm nay là hôm lần đầu tiên mà ông đi chợ luôn đấy. Trước hồi nhỏ ông đợt thanh niên ấy thì ông cũng có nói với cháu Lực rằng là ông đi chợ rồi, nhưng mà lâu lắm là ông chưa có đi chợ rồi. Đi dân thứ bắt tôm xưa nhỉ? Thứ bắt tôm xưa. Bắt tôm đủ à? Hả? Tôm thì tới nào mới lại? Mới lại ra? Ừ. Vì tớ ông có đánh nung cũng nào nhỉ? Ừ. Lo, tức còn đi. Ông thì có vẻ là khá là cao các bác ạ. Khu chợ phiên này thì cháu Lực cũng đã đưa rất là nhiều em Sử, em Hải này, xong cả đến em Quang nữa, ông cả thêm ông cụ kia là đi chợ nữa rồi. Tại vì là cháu Lực không biết là ông mặc quần áo là vừa size gì, cho nên là cháu Lực sẽ đưa ông là đi mua quần áo luôn. Đi, vào đây. Ở dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy là bà con hình như là đang đổ mái sao không bác ạ? Đi ạ. Ở phía tung thùng cũng là gì nào? Nào, mất em rồi đấy. Tức còn mà ông thì hôm nay có vẻ là ăn mặc khá là lịch sự và trang trọng của bác. Ông thì chắc là không hay đeo giày mấy. Một tí nữa thì sẽ mua ủng cho ông thôi. Dạ, anh còn áo ấm không? Đây, đây, bên trong này. Bán khẩn trương không? Dạ, vâng. Ông xem ông thì mặc loại nào cho nó hợp. Mất em rồi, dì ơi. Mất em. Ông nhìn loại này thôi ông ạ. Lấy ông cứ vào đây. Mặt đi này gì ạ? Ông thì có vẻ như khá là ngại ngùng với cô bác ạ. Đây ha, lấy hả? Chọn. Anh chọn màu nào tối tối một tí cho ông ấy. Đấy ông. Dê thử răng nữa. Mà làm răng. Ôi, áo này có vẻ ấm mấy không anh? Ấm mà. Áo này có lẽ ấm mấy. Có loại áo nào mà nó kiểu nó vừa nó vừa như kiểu chống được nước thì không? Đấy là áo gió kìa. Áo gió ấy. Áo gió thì nó hơi mỏng em ạ. Nó đắt nhưng nó mỏng. Dê em thử cũng thử đấy nhá. Áo này thì áo chuẩn. Cho con chim của ông xem dê này có lên được không? Dê thử nhá. Khân khân ạ. À. Alo. Dê thử. Dê thử nhá. Khó khó ạ. À.
Áo này thì chỉ có thanh niên thôi anh nhỉ? Đúng rồi. À, có bộ áo gió này, không à. Áo này có cả mũ luôn nào? Tên níu á? Anh có cái dài hơn không? Ông bảo là ngắn quá. Áo vest nó dày nó kéo lên đến được ạ. Dạ. Áo vest nó dày nó kéo lên. Dạ. Thọt cung nèo mà. Thọt cung nèo mà. Vừa nhỉ. Vừa. Nếu mà áo dày thì áo. Không, áo mỏng mỏng này anh ạ. Vậy nó chống gió một tí. Chịu lấy luôn một áo gió này không? Này có vẻ ấy. Dè thuật cung sầm ọc đấy, nung cung đây á. Anh ấy có cả mũ cơ. Nước tháo ra đâu mà lực. Vâng. Đẹp, nhìn gọn. Áo này bao tiền anh, cái này đấy. Dạ. 200. Họ bỏ à dê? Ông, anh xem cho em mấy cái quần vải của ông. 222 đấy. Ôi, này có cái gì mà trắng nhiều đấy? Ok mờ dê, ok mờ à. Ông cũng mờ. Mấy cái mới đi. Để trên vùng cao nếu mà cháu được với bạn Hiệu đi thì mặc những cái áo này thì mới ấm được cô bác ạ. Anh ấy có cái áo mới, có cái áo khác không? Không, anh bảo lấy ngay áo này cho ông này. Đẹp này. Áo này này anh. Áo này này. Đây. Ở đây cũng được. Áo này nhìn này dẹo cũng đúng luôn đấy. Đây nhá. Đây thử cũng cho mới chẳng. Hồ hòa. Không to đâu. Tí em mặc thử, anh cầm máy em mặc thử. Đấy tí nó lực lên cầm máy em thử mặc thử. Như này là vừa không ạ? Dê, về bên đây thôi dê. Đây đây à dê. Tên hộ. Sau một cái quãng thời gian mà lựa chọn thì ông cũng đã ưng một cái rồi có bác. Anh xem quần đi. Quần này thì không biết là ông mặc số bao nhiêu này? 33 mới vừa rồi. Anh bán quần mãi anh biết rồi. Các ông già chỉ mặc quần này đâu. Hoặc là ông cao thì em có thể lấy quần thô này này. Quần nào anh? Quần thô này thì nó bền. Ông đang mặc loại quần nào ấy thế nào? Không, có loại dày dày hơn một tí không anh? Cái này là dày nhất của người già rồi. Cái dày nhất à? Khóa đồng nữa này. Các ông đều thích hết. Có làn nhá, số cởi đi em thưa. À đây, từ từ. Được rồi. Dạ. Anh đo này chú cũng biết này. Này. Ông cao rồi. Mình đo đến lượt mình. Số 33. 33. Vâng. 33, 32 anh. 32 thì nó hơi ngắn mà. Ừ. Vì ông cao mà, ông cao hơn cả anh em mình. Lấy em hai quần này nữa. Số cũng khá đấy mà dê. Cái quần thì hiện tại là ở đây thì không có chỗ thử của bác, cho nên là vừa rồi cháu Lực cũng đã nhìn ông là mặc size bao nhiêu rồi. Bây giờ thì cho ông thêm là hai cái quần nữa. Tung này nung luôn mê. Nung luôn nọ. Ông cũng cấu với tôi đi nọ, cũng cấu với tôi đi. Ờ, không có gì vậy đó đi. Đây. À đây, anh lấy luôn cái áo này để vào trong túi cho em. À nhắn. Đây, đây.
Đây, vừa ẩm này. Mua luôn, anh lấy cho em một cái áo như này nữa. Áo như này nữa. Cho em trai của ông, cô bác ạ, chị Giáng My cũng có dặn cho cháu Lực. Vâng anh. Chị Giáng My cũng có dặn cho cháu Lực rằng là mua áo thì mua luôn trả cả cho em trai của ông nữa. Hôm nay thì em trai của ông là đi đi đâu ăn tân gia nhà mới của bác, cho nên là không có thể lên đây được. Vừa rồi thì cháu Lực cho bạn Hiệu là đi xuống tận nhà của ông đón. Hiệu đi thì vừa rồi chắc đi phải tầm rơi vào tầm một tiếng ấy nhỉ. Xem mà cho ông thêm đi được từ cá gì. Anh có áo cọc tay không? Ở đây. Áo cọc tay anh lấy cho em thêm hai cái nữa. Đấy. Áo cọc tay hai cái. Anh mũ ông thì có vẻ cũng khá là lâu rồi các bác, một tí thì ra bên kia xem lựa cho ông thêm một hai cái mũ nữa. Hai cái nó được trắng màu rồi. Đúng của người già. Vâng. Đây là em để áo hộp này kìa ông. Dạ. Áo hộp này này. Áo này á? Đây này. Đây, anh lấy cho em 4 cái này. Bạn này hương của má mà gì? Hương của bác. Hả? Hương của bác. Ờ. Anh để cho em hai cái áo đây là một túi nhá. Hai cái là một túi. Mua luôn cả cho chú của ông nữa bác ạ. Đấy, khi mà cháu Lực ra đây chọn quần áo cho ông thôi cũng được, nhưng mà sợ là không có chọn vừa các bác thì thành ra là mất công lên đổi xuống thì mới vừa cho ông. Đi xuống nhà của ông là đón ông lên luôn. Gen nó 19 phờ đúng không anh? Nó 19 phờ đúng không anh? 19. Ờ, L19 rồi nhỉ? Bây giờ đi mua cho ông thêm 1-2 cân thịt nó các bác ạ, để tiện chuyến luôn. Đây đúng không? Đúng rồi. Của em là rơi vào bao tiền rồi? Cứ lấy cái áo gió đi. Áo gió đi thôi anh ạ. Áo gió thì trả lại cho anh nhé. Vâng. Đấy, gửi ông hả anh? Ờ đấy. Đấy, hôm nay thì được anh lại gửi cho ông là 50 nữa các bác. Đây là gì? Đây, khán này, bác thương tu. Thế em cảm ơn anh nhá. Ok. Em xin nhá. Vâng. Về nhá. Vâng. Lấy màu trắng được. Anh bán quần áo này thì cháu Lực cũng ra đây mua khá là nhiều lần rồi các bác. Mua lần nào thì anh cũng giảm giá cho. Và hôm nay thì anh lại gửi cho ông thêm 50.000 nữa. Cháu Lực nhìn thấy dép của ông thì cũng đã rách rồi. Có dép nào bền bền không? À đây dép này. Lấy cho anh lại dép này Phan. Lấy cho em lại dép này Phan. Ông đi được số bao nhiêu nhỉ? 43. Anh lấy cho ông thử đi chứ giờ em không biết là ông đi số bao nhiêu. Này ông ơi. Thử có hai này nhá kìa. Ông mau đi khá tốt đấy ạ. Đi khá tốt đi chứ. Ông tốt phải đi chứ. Khá tốt bay khá bay mày. Chờ mày. Đi đi vào đi. Toàn phải đi mà chứ. Đây toàn phải đi thôi. To quá rồi anh ạ. To không to đâu. Đó. Không to đâu. Ho bà chứ. Họ bà, họ là nó. Thế thì anh lấy cho em một đôi này. Đôi này thì bao tiền anh? 50.000 này. 50.000 à? 50.000. Anh để em túi bóng ấy. Xin đi. Vâng. Xin nhé. Alo chị. Đang ăn tu này.
Chị có cái mũ dạ dạ ở đây. Mũ này. Mũ này. Thấy cái mũ ông thì cũng khá là lâu rồi các bác. Ồ, ăn túi này, ăn này dê này. Đấy, mũ này nhìn có vẻ là giống đúng chuẩn anh dân tộc luôn đó các bác ạ. Ông ăn ra dê. Ăn này ra. Này, cầm này nhá. Cầm nhá. Cái của ông là cũng vặt màu lắm rồi đấy. Cái của ông thì từ rất là lâu rồi các bác. Anh ạ. Nhìn là có vẻ áo này chỉ hợp với lại mấy ông bác thôi các bác. Còn chó lực thì hơi giới trẻ một tí rồi. Ho bà dê, ho nọ, mới làm tết nào còn. Này dê, cầm luôn à, ô ăn, tôi tốt đi cấu à. À, tốt đi nè. Ơ, tốt đi nè. Ăn này đây chỉ phí à dê. Đưa á, đưa đây chỉ phí à. Hả? Tháo thức là chỉ phí nè. Tháo thức là phí là nhắn. Ôi, cái mũ của ông này thì có vẻ là có tuổi đời từ khá là lâu rồi các bác này. Ở trong thì cháu được nhìn thấy là có những cái thanh đan vào trong rồi. Được hơn 30 năm rồi các bác. Bao tiền đấy chị mũ của em ấy? 5.000, 40.000 được không? Em lấy suốt ở đây đúng không? Đây. Vừa em cũng vừa mua đôi dép ở chỗ anh rồi. Bây giờ thì sẽ vòng đi xuống chợ ở kia mua cho ông thêm ít thịt nữa các bác. Hello chị. Hello. Này ông thì hôm nay có vẻ là tay sách nách mang mà đi về rồi các bác. Còn những cái vật dụng mà như nồi niêu xoang chảo này thì cháu Lực cũng đã mua cho ông rồi. Cho nên là cháu Lực sẽ không có mua thêm nữa. Anh à. Buồn đấy anh. Ông thì sẽ tiện thể là đưa ông đi ăn luôn các bác ạ. Vào chợ phiên này thì hầu như là tuần nào cháu Lực cũng đều là đi ăn phở cả các bác. Đều đưa Như Sử với Hải cả. Hưng ơi ăn phở không? Đi phở đâu? Hả? Hả? Chính giá? Vừa rồi thì cháu Đức cũng gặp em Hưng ở bên kênh của Quyền Hiển TV chia sẻ lên các bác. Có vẻ chợ hôm nay là khá là đông người các bác ạ. Chợ à? Ở đây thì vừa đi là phải vừa để ý ông một chút. Không là một tí nữa bị lạc là không tìm thấy ông đâu các bác. Ông thì không có điện thoại ấy, cũng không có biết dùng điện thoại là gì. Mùa này là mùa cưới cho nên là cháu Lực nhìn thấy là rất là đông người các bác. Chợ này thì người ta chỉ họp đến từ độ từ 8 đến 9 giờ là người ta đã nghỉ rồi các bác. Thuận à? Anh? Nhầm. Mua vào trong luôn, ít thịt luôn. Thật gì? Ôi, có thịt đâu? Còn mới nạc không rồi. Nạc không á? Kèm mà một ít mớ mớ đi, ăn nó mới. Thế đây, miếng này. Kèm mà một ít mớ là một ít nạc. Ôi nhiều quá, cái này nhiều quá. Cái này cắt làm đôi được không? Cho 7 ít nạc. Đây cháu độ 2 cân rồi. Vâng. Thịt bây giờ mà lấy nguyên nạc quá thì ăn nó cũng khô không á? Phải kèm theo tí mớ vào. Vâng. Hầu như lợn ở trên này đều là lợn đen, lợn bản cả không á? Cân hả? Cân chi lái cân đi đâu? Chưa đủ 2 cân đâu cô nhỉ? Ôi, dễ bị tớ lệ. Nhưng làng lá nó éo làm không? Ồ, nhưng làng lá nó éo làm không? Được 2 cân. Được 2 cân. 2 cân 1. Cháu là bao tiền không? 260. 260 à, là cân 130 đúng không? Cô bán 140 lên làm. Cô bán 140 á? À. Đây, cháu ơi. Cô cháu 2 cái túi đi. Chạy. Cho 2 cái túi. Vâng, để cho xin nhá.
Này gì? Vâng ấy, bây chín phở dè nước tức không thứ ạ? À? Nước tức rồi hả? Ờ. Bây giờ hỏi ông bảo là còn mua cái gì không thì ông bảo là không mua rồi. Cho được xem ngắm ngắm là xem là ông cần mua cái gì thì cho được xem mua cho ông không bác. Bây quán tờ dè mà. Đây thì cháu được nhìn thấy là bà con bán cả vàng bạc rất là nhiều các bác này. Ở đây là những cái bộ quần áo màu đen đen là bộ quần áo truyền thống dân tộc Nùng các bác ạ. Bây giờ thì cũng đã gần muộn muộn rồi, hầu như là những cái đồ mà bà con bán thì... À, Sử thì đang ở đây rồi. Bác này dễ. Bác này. Cô ơi còn phở không? Cháu ba bát phở ơi. Vâng. Ngồi đâu ấy cô? Đấy kia à? Năng này gì à? Ở bác cũng xử tốt này gì à? Cũng xử tốt này. Xử tốt này, nữ tốt này, ngồi cơ nào. Năng này gì à? Dê năng này không? Năng này, năng này. Dê mà đi nào. Đang nghe thà lan không? Vừa rồi thì cháu được nhìn thấy là em Hải, em Sử, em đang chơi trò ném vòng này của các bác này. Hôm nay đi chợ. Hôm nay đi chợ à Sử? Hả? Lấy cho em 10.000 chứ. Sử chơi không? Hả? Chơi hết rồi. Chơi hết à? Thế thì anh mua chơi nhá. Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. 20.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế mại thêm vòng nữa gì? Đó. Đây em gửi tiền trước này, tí quên đấy. Xem Sử vừa rồi có được không? Không được ạ. À? Không được ạ. Không được, không được lo nào à? Cái này xa quá. Đứng ra đây ném cho nó. Đã không cho đâu. Ôi ơi ơi. Thắng ơi. Khai mạ, khai mạ. Vòng này có vẻ là cũng hơi nhỏ ấy nhỉ? Vâng. Vừa đúng một lon nước thôi. Ôi, ôi Thắng ơi, ném ra ngoài rồi lấy cho anh. Không, cho đâu. Ồ. Để sát nhau quá, khó vào lắm, nó bị văng ra ấy. Nước ấy. Đấy à? Từ nhá, Sử ơi. Đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Ây. Ây. Ô, được ấy, Sử được ấy. Ôi. Đừng mà lo rồi. Ôi ôi. Anh sắp đi rồi ấy. Ừ. Hướng này đen lắm, Sửa lại ra hướng này đi. Ôi ơi. Ở trên xã này chỉ có mỗi trò này thôi, hiệu chơi không? Hả? Hết rồi à? Được. Được một lon à? Hai lon ạ. Hai lon đấy? Vâng. Đây à? Cho thêm 10.000. Anh với Sửa là mỗi người ăn phở chưa? Chưa. Chưa, thế bây giờ đi vào ăn luôn nhá. Vâng. Bây giờ là kiếm đủ 4 lon nhá. Vâng. Lố lái này. Một lon à? Đúng rồi. 4 lon nhá, còn 2 lon nữa. Vâng. Còn 2 lon nữa. Đấy được nhá. Anh tin tưởng vào mày ấy. Ôi. Ui, tần ném ra ngoài thế này thì nước đâu nha. Ui. Ôi. Ôi, cái này có tính không? Có tính không? Tính 2 lon. Được 2 lon đúng không? Ôi! Còn bây giờ ngoài thôi. Ôi! Thì đến rồi. Quá nó không lật xuống được ấy. Ôi! Không được đâu. Có được không? Sử? Không được rồi. Hả? Mấy rồi. Thế được. Ôi! Không được rồi. Hôm nay Hải đâu rồi? Hải ở nhà. Hải ở nhà? Vâng. Thêm 10 vòng. Con đo quá. Cá lá khẻ rồi. Ờ. Lá lẩu đấy. Kỷ niệm 2 vòng đi, mua nhiều quá. Đây.
Dạy tính nó chết. Hả? Chẳng nói kia. Thôi à, thêm nó lỡ luôn. Thì đây. Sao người ta kéo tay đấy nhỉ? Cái gì? Thêm nhá, được thêm một lon nữa nhá. Anh nhiều lon nhá. Xong rồi đi ăn nhá. Đây vừa rồi thì gặp em Sử đây thì cháu được cũng đi vào chơi với em Sử một chút. Ui. Yêu khỏe à? Ô, đây hai lon. Được cái rồi. Thằng này hai lon. Được chưa Sứ ơi? Ném vào đây Sứ. Cái đây không phải. Ném vào đây. Ôi, ném vào đây anh chụp phát là được luôn. Không để đâu. Được ba lon nữa. Không, của em hai lon anh ạ. À, mình được hai lon nữa. Hai lon rồi. Chúng tôi mang hai lon đi chia nhau uống này. Vâng. Đi ăn phở đi. Anh cứ nè, anh. Vừa rồi thì gọi. Này, vào đây đi. Vừa rồi thì gọi có 3 bát đúng không? Cô ơi, cho thêm 1 bát nữa. Vâng. Nào á? Nước này, nước này. Đủ nhá. Em mà bán một cái đũa tôi làm gì à? Ừ, là tốt nước mùa à? Phút bay mà gì à? Em vừa rồi thì sau một chuyến lồng ba lồng vòng đi chơi thì được giải thưởng được có 2 lon này các bác này. Hôm nay thì xuống chợ đây có bảo với ông không? Ông đâu rồi? Ông vẫn xuống chợ. Ông xuống chợ à? Vâng. Cả hai ông xuống chợ à? Vâng. Xuống mua thức ăn à? Không báo phải đây luôn. Đây xuống lon chị à? Dê đưa ba một vỏ khứ với. Đưa ba một vỏ khứ với. Sao vỏ khứ hay sâu thế nào? Sâu rồi đâu. Cá này, cực cá này. Ông bảo là ông lâu lắm không đi chợ các bác. Tại vì mỗi lần ông đi thì đi rất là xa. Thế bây giờ thì mấy anh em sẽ ngồi đợi ăn phở một chút. Hôm nay Sử có vẻ như là khá đẹp trai nhỉ. À chơi tán gái à? Vâng, ra chơi đây. Chơi thế ạ. À chơi ra chơi à? Vâng. À. Bắt to phở nhỏ đấy cô. À đây. Sau một quá trình thì bây giờ cũng đã đợi được phở các bác. Phở thì rất là thơm các bác ạ. Ông thì chắc là lâu lắm chưa được ăn phở rồi. Chị nói gì? Để thêm một ít mì chính này. Này mai giảm tốt rồi chị. Này Sự. Đấy, để mỗi người một ít là có gia vị thôi. Thêm mà tí nước mắm nữa. Vào chợ viên thì những cái bàn ăn uống của người ta thì làm cũng rất là đơn sơ và mộc mạc thôi cô bác ạ. Không có cái gì nó gọi là xa hoa cả. Chợ này thì cháu Đức cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Một tuần thì người ta mới họp chợ có một lần thôi. Ăn phở xong thì cháu Đức cũng sẽ lại đưa ông đi về nhà của bác ạ. Quãng đường nhà ông thì hôm trước mưa là bị sạt hay sao Sử à? Bị sạt đúng không nhỉ? Bị sạt đúng không? Đang bị sạt này là đi nó rất là khó các bác. Còn bây giờ thì chắc mấy anh em cũng phải dừng ghi hình lại cho cả bạn hiệu cùng ăn nước các bác. Và cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn sáng. Cháu Sử mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị ăn sáng ạ. Gì à? Học gì à?
Cốc kìa. Cả to rồi. Cốc kìa. Cứ đi để cái cốc này. Ai chú ơi, chú ơi, hả? Đây bên phải, chú đây không phải đâu. Anh. Ba mà dê, lắc ba mà. Mấy đây chính là dê. Năng năng lên ạ. Đúng rồi. Năng này chỉ phơi dê. Nhà nó nè. Dê để tay xử đỏ hướng bây ra. Lên mình chiên rồi. Hả, lắn răng. À, ông cái xử có tiền đấy. Ồ, có 101 này các bác này, đi chợ ấy. Nước 19 phở nữa mấy. Hả? Bà lên năm này là khai ơn rồi. Anh phải nói là khi đi vào chợ này các bác này, khi mà ông không có điện thoại thành ra là lúc anh em mình tìm rất là khó. Vừa rồi thì đang ngồi ăn ở đây thì thấy ông đi qua kia thì mới gọi ông vào. Eo cắm tao bên dân lên bản nó lão cúng rồi chị. Đó. Bây giờ thì đợi ông một xử ăn phở nữa các bác. Ờ, có bị gì khó ra? Ờ, bây giờ thì ba dành còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn chị Trần Tố Giang My đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Và hôm nay thì cũng được chị sự đồng ý của chị là trích cái tiền quý của chị ra là đưa ông cụ ông Dùng là đi chợ phiên một lần các bác. Theo như ông kể với cháu Lực ấy, rằng là rất là lâu rồi ông chưa có đi chợ, nhưng cái mũ của ông đang đội trên đầu này đã được tầm 30 năm rồi các bác ạ. Phải nói là khi mà cuộc sống ông đã không có tiền rồi, thành ra là ông không có dám mua những cái đồ gì cho bản thân, chỉ là đủ tiền để mua thức ăn và sinh hoạt hàng tháng thôi các bác. Thế còn cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Đây. Cái cúc bấm đúng không? À, đây là cái cúc bấm mà mình để trên cổ nhất được không ạ? Thế mà ở đây mình làm một bộ nguyên bộ bạc từ đầu đến đuôi là tầm bao nhiêu? Cái này thì bán cả chung này thì bao tiền anh? 800 á? Đây thì như nào đây? Nhưng mà đeo trang sức này mà đi ra ngoài quá này các bác này có khi là bị giật đấy nhở? Có bị giật không anh? Không giật đâu. Cô này là cả mắt? Ai theo lắm. Ờ... Cô này trả lên lại nó. Gái cả đôi các bác. Mỗi nhấn này là của con trai thôi. Thế này thì anh bán này tại là 4.000 một cái. Còn như cái này này các bác này, cái này là cái để mà mình cúc quần áo để trên cổ ấy, là một bộ là 800.000 đấy, một cái này rơi vào 400.000. Cái này thì bao nhiêu tiền một cái đây anh? Cái này 300.000. 300 à? Nhưng mà để mình để làm cái này là để trang trí cái phần tóc ở đằng sau này các bác này, đằng sau này bà con hay ạ, đằng sau ví dụ như các cô kia các bác này đấy. Cúc cái này là cái cây cài châm tóc của các bác này, hình như là để cài hết xung quanh đầu ấy các bác. Em cảm ơn nhá.